Cửa hàng đồ đèn xe máy Sonan xin chào quý vị. Trước mặt mình là chiếc xe Vision nha. Đời đầu tiên luôn quý vị ơi. Độ bê led X-Line V20. Quá chắc luôn ha. Mắt quỷ là vị khách này trên là màu xanh dương nha. Điều đặc biệt hơn nữa là bê led X-Line V20 này khi lắp đặt cho Vision thì hoàn toàn là không có đụng chạm đến dây công tơ mét như vậy nha. Những dòng xe khác mà có dây công tơ mét thì nó sẽ cấn, nhưng mà đặc biệt là Bilet X-Line V20 này vô trong cái chó của xe Vision thì nó rất là rộng rãi ha, không có cấn nha. Đó, Vision đời cũ nha. Vision đời mới thì các bạn sẽ không lắp được Bilet X-Line V20 đâu ha. Rồi ok, mở đèn chiếu sáng lịch sự. Đó, đây là chiếu sáng cốt, không gây chói mắt người ta đi ngược lại, bù lại cho các bạn là độ sáng cực kỳ đỉnh luôn ha. Đó, đây là chiếu sáng có thì không có chói mắt người ta đi ngược lại nha quý vị nhé. Điều đặc biệt của dòng sản phẩm Bilet. Đó, có bạn nào làm xin liên hệ shop địa chỉ 235 đường Phan Anh, tắt đèn em, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nhé. Số điện thoại là 0346669686. Số điện thoại này mình có kết nối Zalo, các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết nối Zalo với mình ha. Đây mình quay cho độ sáng cho quý vị xem nè. Nè, mở đèn cốt nè. Đó, Bilet X-Line V20. Đường cắt cuối cùng của nó xanh. Nó xanh vàng luôn vị. Ở khúc dưới nó màu vàng rất là đẹp ha. Rồi. Ok, mở pha. Đó. Mở pha nè, pha một cục luôn quý vị ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha. Pha là quá dữ luôn. Mình đã thử Bilet X-Line V20 này trong cái đường rất là tối rồi ha. Các bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết nối Zalo với mình. Mình sẽ gửi video cho bạn xem tham khảo thêm nha. Rồi ok, cảm ơn vị khách hàng đã ủng hộ. Cảm ơn vị khách hàng ở Bình Dương đã lên shop ủng hộ nha.